À, xin chào tất cả mọi người. Hiện nay là đang khoảng 9 giờ hơn tối chủ nhật ngày 16 tháng 9. Thì mình có đăng lên một cái lô giả hạt khá là dễ thương. Hàng này thì bà con hái về trong ngày hôm nay. Và mình mới vừa mang về đến nhà rất là khuya. Tuy nhiên thì vì cái vẻ đẹp rất là dễ thương và mi nhon của nó thì mình đăng lên để cho anh em là có nhu cầu các bạn mua về chúng ta trồng. Mình xin giới thiệu các bạn, đây là loài lan rừng tiểu hồ điệp. Các bạn lưu ý nha, tiểu hồ điệp là một cái loại hồ điệp rừng đó. Cái bông của nó thì nhỏ thôi nhưng mà nó mọc thành một cái vòi cao và nó ra cái bông nhìn hoa khá là dễ thương. Đây các bạn, mình sẽ lấy nét cho các bạn xem nha. Đây, hiện tại nó đang là mùa hoa của nó. Đấy. Đây là một cái bông màu hồng tím đậm này các bạn. Còn có cái bông thì màu hồng nhạt, màu tím nhạt, nhụy vàng. Tại vì cái giống hồ điệp rừng thì nó có rất là nhiều màu. Cái màu hôm nay là cái màu tím. Hàng còn đang rất là tươi nha các bạn, đây nè. Đó. Và đã được bó thành từng bó rồi. Mỗi bó có khoảng cả chục cây, không ít đâu. Như mọi người xem là cái rễ của nó đang còn ướt này. Cái thằng này thì cách trồng như thế này, nó không phải là phong lan mà nó mọc ở dưới tán rừng hả các bạn. Thường ở trong rừng thì nó mọc ở dưới bóng râm của các cái cây khác, phía dưới cái lớp đất nền, cái nơi mà có cái lớp mùn lá. Các bạn lưu ý nha, nó mọc ở cái nơi có cái lớp mùn lá. Mà thằng hồ điệp này trồng cũng rất là dễ, không có gì khó cả. Hồ điệp tiểu hồ điệp này thì chúng ta trồng vô chậu, phía dưới chúng ta bỏ than lớn, phía trên chúng ta giã nhỏ cái than và trộn với cái giớn, than giớn băm ra, và nếu mà có cát thì các bạn trộn thêm cát đó. Và chúng ta có thể bổ sung dinh dưỡng cho nó bằng cái phân bò đó. Thì là cái loại tiểu hồ điệp này. Cách chơi tiểu hồ điệp thì cũng khá là đơn giản, các bạn có thể làm trồng vô trong những cái chậu sứ hoặc là những cái chậu bằng đất nung cũng được, và chúng ta bỏ trên bàn làm việc. Cái vị trí nắng của nó là khoảng 60-70% nắng. Và trong cái thời gian đầu chúng ta mới mang về thì các bạn có thể là ngâm phun phun B1. Chúng ta có xử lý là phun B1. Đó. Ngâm qua Actonis để cho nó kích thích nó ra rễ. Và sau đó thì các bạn bỏ vào trong nơi thoáng mát. Thì một thời gian sau ổn định thì chúng ta có thể mang ra ngoài dưới bóng râm ở vị trí khoảng 30 đến 50% trước nữa. Sau khi ổn định rồi thì các bạn đem ra trồng ở ngoài vị trí thoáng mát hơn, sáu có nắng hơn 67%. Và trong cái phiên ngày hôm nay thì mỗi một bó như thế này, mỗi bó có khoảng cả chục cây, có khi còn hơn, to nhỏ đủ loại nha các bạn. Thì mình sẽ bán theo bó, số lượng ở đây cũng chỉ được khoảng 20 bó thôi chứ không có nhiều đâu, thì chỉ dành cho khoảng tối đa là 20 người. Cho nên là các bạn có nhu cầu chơi tiểu hồ điệp thì các bạn nhắn cho mình cái địa chỉ vô cái số điện thoại của đài á, mình có để số điện thoại của đài là 01684 750 258. Và cái giá của một bó tiểu hồ điệp rừng đó, mới toanh như thế này là có giá là 200 nghìn. Chúng ta có thể có cả chục cây hoặc là hơn đó, to nhỏ mình có tính sơ sơ là cả chục cây thôi chứ còn nó hơn là bình thường. Các bạn lưu ý nha, cái giá 200 nghìn một bó, và các bạn nhắn tin cho mình là họ tên, địa chỉ, số điện thoại và cái số bó cần mua, nhắn vô số điện thoại của đại thì mình sẽ ship code, các bạn nhận hàng và kiểm tra và thanh toán tại nhà. Thì có thể là chiều mai mình mới gửi, tại vì mình để cho nó ráo nữa, mình để cho nó ráo nước nữa. Đó, các bạn lưu ý cái thang này chúng ta kiếm cái chậu xanh, chậu sứ, chúng ta bỏ cái giá thể như mình nói lúc nãy là than to ở dưới, than vụn với giớn với cát và phân trâu bò ở bên trên, là chúng ta đã có một cái giá thể trong tiểu hồ điệp rồi. Và chúng ta chăm cái thang này nó rất là dễ thương. Rồi bắt đầu nhận đơn nha mọi người.